Các bạn đã đến với kênh Mr. Zero bóng đá vui nhộn. Chúng tôi tổng hợp rất nhiều các tình huống từ những bàn thắng đẹp ngất ngây đến những pha cười ra nước mắt của các siêu sao sân cỏ trên thế giới. Nếu bạn là một fan bóng đá chính hiệu, đừng quên theo dõi kênh Mr. Zero thường xuyên nhé. Sẽ có rất nhiều video thú vị đấy. Nếu thấy video hay thì đừng quên bấm nút like, share và subscribe channel của mình. Xin chào. Đăng ký hội viên Mr. Zero để nhận ngay các ưu đãi cực cool, livestream với MC xinh đẹp, mini game tặng áo đấu và còn nhiều ưu đãi hấp dẫn khác. Đăng ký ngay nhận quà liền tay. Đối với rất nhiều fan hâm mộ bóng đá trên thế giới, Messi dường như không còn thuộc về thế giới này. Tài năng chơi bóng của Mbunga đã trở nên quá khác biệt và khiến cho không ít cổ động viên tôn sùng M10 như một vị thánh. Tuy vậy, sau khi trận đấu kết thúc, Messi vẫn là một con người bình thường với cuộc sống như bao người khác. Hôm nay hãy cùng chúng tôi khám phá về con người của siêu sao người Argentina và xem phản ứng của những người hâm mộ khi gặp anh là như thế nào nhé. Năm 2016, Lionel Messi và cha đẻ của anh, ông Jorge Horacio Messi, đã có mặt ở Tây Ban Nha để tham dự phiên tòa liên quan đến cáo buộc họ cố tình trốn nộp 4,1 triệu euro tiền thuế trong khoảng thời gian từ 2007 đến 2009. Tiếp đón Messi, ngoài cảnh sát, còn có hơn 200 nhà báo và đám đông những người yêu quý và cả anti-fan của ngôi sao người Argentina. Thỉnh thoảng, những tiếng hô cố lên Messi vẫn xuất hiện giữa một biển người trước cổng tòa án. Dù cho nhận được nhiều lời dè biểu khi vướng phải những cáo buộc, nhưng Mbunga vẫn nhận được sự ủng hộ to lớn của nhiều người hâm mộ. Có thể nói, mỗi khi Messi xuất hiện ở một địa điểm nào, thì lực lượng an ninh ở khu vực đó luôn phải hoạt động hết công suất. Sức hút của siêu sao người Argentina là không thể đong đếm và luôn có một lượng lớn fan hâm mộ tập trung để có thể nhìn thấy anh bằng xương bằng thịt. Trong một sự kiện quảng bá cho nhãn hàng Adidas, người ta dường như không thể đong đếm được lực lượng người và máy quay có mặt tại khu vực đó. Dù cho khi đó, Messi vẫn là một cầu thủ trẻ, nhưng danh tiếng và tài năng của Leo đã vang khắp thế giới. Không giống như Ronaldo, Neymar hay nhiều ngôi sao sân cỏ khác, Messi gần như chẳng bao giờ phung phí vào xe sang, hàng hiệu hay những thú vui đốt tiền khác. Lối sống bình dị và thói quen tiết kiệm dường như đã ăn vào máu của Messi. Ngoài thời gian tập luyện và thi đấu, siêu sao người Argentina còn luôn dành rất nhiều tình cảm cho tổ ấm của mình. Hình ảnh nô đùa của Mbunga và những cậu con trai của mình thường xuyên được anh chia sẻ lên các trang mạng xã hội. Take you away.
khi là một siêu sao toàn cầu với nhiều vệ sĩ vây xung quanh, Messi đã có một lần bất cẩn khi đi ra ngoài một mình. Không quá bất ngờ khi Leo ngay lập tức thu hút được sự chú ý của đông đảo fan hâm mộ. Siêu sao người Argentina đã bị rất nhiều người dân vây quanh để xin chụp ảnh. Phải rất khó khăn thì Lionel Messi mới có thể thoát khỏi đám đông và di chuyển ra xe. Mỗi khi Messi xuất hiện ở một địa điểm, có rất nhiều fan hâm mộ của siêu sao người Argentina sẵn sàng chờ đợi hàng giờ để được gặp thần tượng của mình. Cá nhân Leo cũng đã quá quen với những hàng dài cổ động viên, những chiếc điện thoại hay máy ảnh chĩa về phía mình. Anh cũng thường xuyên dành thời gian để ký tặng cũng như chụp ảnh với những fan hâm mộ nhí của mình. Ngoài gia đình nhỏ của mình thì Messi cũng có một người bạn rất thân gắn bó từ lâu với anh, đó là Luis Suarez. Cầu thủ người Uruguay là đồng đội ở câu lạc bộ, đồng thời là hàng xóm của Leo. Vì thế ngoài khoảng thời gian thi đấu, Suarez và Messi cũng rất khăng khít. Hình ảnh hai siêu sao này cùng chơi bóng trên bể bơi tại nhà phần nào lý giải được sự ăn ý của họ trên hàng công Barcelona ngày nào. Chúng ta đã quá quen thuộc hình ảnh Messi mặc chiếc áo thi đấu của Barcelona với số 10 sau lưng. Thế nhưng ngoài thời gian thi đấu, Mbunga cũng khá cá tính với những trang phục hàng ngày. Với trang phục thường ngày, Messi không quá cầu kỳ, không có chiều cao vượt trội như các đồng nghiệp của mình. Nhưng bù lại, Messi có một vẻ ngoài thân thiện. Những bộ cánh của Messi tuy không quá thời trang và sành điệu như các cầu thủ khác, nhưng vẫn tôn lên được vẻ nam tính và hiện đại. Tuy nhiên, tự chung lại, trái với tài năng siêu việt trên sân cỏ, Messi lại vô cùng giản dị và đời thường ở sau sân cỏ. Chắc hẳn các bạn đã hiểu thêm về cuộc sống bên ngoài sân cỏ của thiên tài Lionel Messi. Dù sở hữu tài năng siêu việt, nhưng M10 vẫn có một cuộc sống bình yên, đáng ngưỡng mộ. Để xem thêm được nhiều video thú vị như này nữa, hãy like, share và subscribe cho kênh. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.